Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Trước hết mình cũng xin mến chúc các bạn có một buổi sáng thật tuyệt vời, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay các bạn theo chân gia đình nhà mình để đi thăm giếng tiên ở trong resort Premier Village. Giếng tiên là loại giếng cổ cách đây rất là lâu rồi. Ngồi đi Mai. Đây là cái cô tài xế dễ thương của cái Premier Village. Hôm nay cả gia đình được cô gái dễ thương này chờ đến thăm giếng tiên thời của vua Nguyễn Ánh. Là khu vực này, khu vực giai đoạn 1 à, đúng không? Khu vực mình đang nghỉ là giai đoạn 1, còn khu vực phía trước sẽ là giai đoạn 2 thì là... thiết kế nó sẽ khác nhau một chút xíu. Nhưng mà hiện tại xây xong chưa? Dạ, hiện tại là đã xây xong một số căn và chuẩn bị đưa vào khai thác. Giai đoạn 1 okay. Thì trong chủ đạo sẽ là màu trắng, còn giai đoạn 2 thì mình thấy cái thiết kế nó sẽ khác nhau. Nó màu gì? Dạ, thiết kế nó sẽ nhiều màu theo cái hơi hướng là địa trung hải, như mình thấy là tổng sẽ là bằng gỗ, ở phía trong thì mình sẽ có nhiều màu. Nhưng mà đa số là màu nhiệt đới. Ok. Nhưng mà trong cái khu vực 2 này họ xây được khoảng chừng bao nhiêu căn? Dạ, hiện tại sắp tới thì mình đưa vào khai thác mỗi loại sẽ tầm mỗi 5-10 căn là mỗi loại phòng trong nhà. Ok. Dạ, về cách để cái lồng vẫn là giữ cái tự nhiên vốn có ở bên em trồng thôi. Mà sao anh ấy nói, anh ấy nói là khỉ đi nhiều lắm phải không? Dạ, khỉ khá nhiều, bởi vì bên em không có đuổi giết, cho nên là khỉ đôi khi không sánh phòng. Nhưng mà mình chỉ cần đóng cửa phòng khi mà mình ra ngoài. Ừ. Thì anh nghe nói như vậy thì không bao giờ mở phòng ấy đó. Nếu mà không mở phòng thì mình có mặt ở nhà. Dạ. Nhưng mà ngược lại không nên để thức ăn, những cái đồ ăn mà có mùi để cho khỉ nó đánh hơi nó đến nó phá phải không? Đây là một cái thông tin rất là bổ ích nghe mọi người. Nhưng mà cũng rất là vui nếu mà mình thấy được khỉ. Mình chưa thấy được con khỉ nào ở đây cả. Ngoài ra mình chỉ thấy một con khỉ thôi. Mà con khỉ đó mình không dám chọc. À, mình đi đến khu vực nào đây em? Đến giếng tiên phải không? Hiện tại hết khu vực này là mình đã đi qua khu vực Eden Bay, mình đã trở về giai đoạn 1. À bây giờ trở về khu vực 1 đây. Ok. Cho nên đối với bọn khách quốc thì mình thấy là thay đổi thiết kế nó khác nhau. Đúng rồi, nó khác nhau rất là nhiều. Anh Hải dùng một mang gỡ dữ. Nhà đó mình thì mình chỉ đi những cái chuyện tại mình sẽ đi tiếp tới giếng tiên nha nè mẹ. Vâng, cảm ơn cô gái dễ thương lái xe điện nhá. Để cổ lái cho mời. Đó, thì mình vừa nói chuyện, mình vừa là... Vừa chuyên nghiệp rồi. Trời, mấy cái chuyện lái xe này. Là... cái này chưa bán thôi mang. Nên là có người ở rồi. Dạ, bên này bên em đang sửa sang lại, đang bảo chị. Dạ, có một sóc nha. Ờ, sóc rồi. Ôi, sóc thì nó phóng nhanh quá, quay không kịp đâu. Có con khỉ nó vui, đứng ở trên cây. Buồn lắm. Buồn lắm, chị ơi, nó sửa lại. Nhưng mà khách đông lắm, mới cho đến đây. Ừ. Thông thường cho chỉ kiểu sẽ chạy rất tiền. Cái này đặt trên núi đó mà, cái này đặt son lốp. Hai con lốp đặt son. Cái này chắc là lớn quá nha. Đi ra lớn chưa? Cái diện tích ở đây được bao nhiêu hectare vậy em? Cái này thì tầm khoảng gần 100 hectare. Cả một cái khu vực 100 hectare nhỏ lắm à? Lớn lắm á. Hectare là lớn lắm á. Rất là lớn. À, vẫn như trà. Ở đây thì mọi người chào nhau, mình xin chào là tiếng Việt Nam địa phương. Kể cả đối với người nước ngoài thì bên em cũng sẽ hướng dẫn cho khách để khách hiểu được hơn văn hóa của người Việt. Nhưng mà nghe xin chào nói chung tất cả là hầu như tiếng du lịch ở bên xứ nào cũng biết chữ chào là ở bên Pháp, nói chung bên châu Âu là chữ chào là người ta biết là mình chào họ rồi. Chứ còn mà chào theo kiểu cái tiếng của cái nước của nó là hình như là cái giếng tiên bên này. Mà đang tới giếng tiên à? Cho mình ngó một cái, mình vô một chút xíu.
cho mấy cô chú ở đây ngắm cái cảnh suối tiên. Không biết suối thì có rồi, nhưng mà tiên thì không biết có hay không. Giếng tiên hay còn giếng tiên nha. Giếng vua. Giếng tiên còn gọi là giếng vua nữa. Yeah. Bởi vì mà vua đến đây mà tìm tiên là tiên không thấy đâu cả. Em tên gì vậy? Hoa luôn. Quản lý của khu vực nào? À, đây là cô Hòa là đại diện lễ tân. À, đây mọi người đi vô qua bên giếng tiên đi. Regarde, c'est joli ça ici. Cái khu vực này đó, ở đây họ gọi là giếng tiên, nhưng mà cũng có thể có cái tên thứ hai gọi là giếng vua. Tại vì khi mà giếng tiên thì có thể mình nghĩ kiểu mà vui vui đó, thì ở đây họ nói rằng là cái giếng tiên nó như thế nào đây. Đấy, giếng tiên được xem như là linh hồn của Gò Giò, là một trong những du lịch tôn giáo và văn hóa nổi tiếng trên đảo Ngọc Phú Quốc. Truyền thuyết của giếng tiên được bắt nguồn từ triều Nguyễn, khi vua Gia Long chạy trốn khỏi đội quân Tây Sơn và náu tại mũi Ông Đội. Không có nước ngọt và thức ăn, nhà vua sử dụng thanh kiếm của mình đâm xuống mặt đất và cầu xin trời: nếu định cho tôi trở thành một vị vua, hãy xin hãy cứu lấy các binh sĩ của tôi. Và một điều kỳ lạ xảy ra, từ chỗ mũi kiếm của vua trên mặt đất liền chảy ra một dòng nước ngọt để cứu khát cho binh sĩ, lâu dần trở thành một miệng giếng nhỏ và có nước ngọt quanh năm, bất kể thời tiết như thế nào. Kể từ đó, người dân thường đến đây lấy nước rửa ghe thuyền khi bước trước khi ra khơi đánh bắt và luôn được an toàn trở về với lượng hải sản lớn. Sau đó, người dân địa phương đã quyết định xây dựng ngôi đền và miệng giếng để cảm tạ nhà vua và đặt tên là giếng tiên. Lời đồn rằng giếng tiên luôn là nguồn nước sạch nhất trên hòn đảo. Nước giếng đem lại may mắn cho tất cả những ai tới viếng thăm. Du khách tại Premier Villa Phú Quốc có thể tản bộ đến giếng tiên để tìm hiểu truyền thuyết và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng ở nơi đây. Rất cảm ơn cái người đã soạn cái bài viết giới thiệu về cái giếng tiên. Rất là hay. Bây giờ mình xin mọi người đi theo chân mình tham quan khu giếng tiên. Đây là ở giếng tiên mình phát hiện ra là ở đây có những cái gành đá, những cái móm đá là không biết là tự nhiên hay là cái sự sắp xếp của con người. Mình thấy nó rất đẹp, nhưng mà phối hợp những cái loại cây giữ đất là rất là xanh tươi, lá thì rất là dày, mà sống rất là mạnh mẽ ở trên cái mảnh đất toàn là cát và nước biển. Được rồi, không sao hết. Đâu? Em nói lớn lắm, cho anh. Được rồi, đó anh cứ quay này, cứ nói chuyện đi, không sao cả hết. Nè, đây thì mình có thể thấy các bạn, họ có ghi chú dấu chân nhà Nguyễn, mình có thể quan sát ở đây có những cái dấu chân. À, cái dấu chân nguyên thủy hồi xưa như vậy đây, họ giữ lại. Dạ, họ xây xung quanh để bảo vệ cho mọi người lấy. Đây là di tích từ lúc từ của nhà Nguyễn, là vua Nguyễn Ánh, vua Gia Long Nguyễn Ánh, trong giai đoạn mà họ chạy khỏi quân Tây Sơn á, thì có lương chú qua đây. Dạ, thì đồn rằng là lúc mà hết lương thực cũng như là hết nước uống thì Nguyễn Ánh có van vái với trời là nếu thật sự tôi có số làm vua thì cho tôi xin lương thực thực phẩm đủ để mà quân được sống sót. Thì sau đó nhà vua đâm kiếm xuống mà mạch nước ngầm ở dưới chảy lên. Đó, đây là cái giữ lại để gọi là giếng vua hoặc là giếng tiên. Trời ơi, mới nghe nói mẻ đồ ra gà. Trước mặt mình những cái người họ đang khum khum xuống đó, họ dùng cái gáo dừa để họ múc đó, đó là cái giếng mà trước đây vua triều Nguyễn đã tới đây là không có lương thực thực phẩm nên họ dùng cái kiếm của vua, họ chỉ gạch bên dưới đâm xuống dưới tạo ra một cái miệng giếng để cứu khát cho những người lính của nhà vua. Đây là ba cái dấu chân mà cái thời nhà Nguyễn, họ khi vua nhà Nguyễn đến đây đó,
họ còn lưu lại được ba cái vết chân này. Em mình quay rất là gần cho mọi người xem. Ở đây họ vẫn còn thờ tự nha, mình thấy có cắm nhang rất là linh. Có một cái dòng chữ là dấu chân nhà họ Nguyễn. Ở trên đây là mình thấy có một cái đền nhỏ thôi. Chắc cũng là ghi lại dấu tích của thời nhà Nguyễn để lại. Rồi. Dạ, cái trên thì họ dựng miếu để mà thờ tự ạ. À. Dạ, những người dân ở xung quanh này thì lâu lâu họ cũng vào, xin phép vào để cúng mỗi tháng. Dạ. Mình nhớ ơn nhà Nguyễn. Dạ, vâng. Trước khi ngư dân họ ra đánh cá thì họ cũng có vào để cầu được bình an. À, coi như là cái miếu nhỏ này là cái nói về tâm linh cho những người dân chài ở đây đó, khi mà họ ra khơi á, họ đến đây họ van vái thắp hương để xin được bình an vô sự và trở về với cái ghe đầy cá. À, rất là hay. Đây là mạch nước ngầm của cái giếng tiên đấy. Dạ đúng rồi, mạch nước ngầm của giếng tiên. Ban đầu thì nó không có cái thành, sau này thì mình xây thành lên để cao. À. Đặc biệt là khi nó nằm rất là gần với mực nước biển, nhưng mà nước ở trong này thì nó không có kiểm mạch. À, nước này nước ngọt. Dạ đúng rồi. Trời, nó sát nghe, mặt biển đấy là nó sát. Đây mọi người xem nha, đây là cái khu vực cái giếng tiên mà vua thời Nguyễn khi bị thiếu lương thực và thiếu thực phẩm ấy, kể cả nước uống nữa, thì từ cái giếng tiên này cho đến cái khúc cái bãi này ấy, thì nó không có xa đâu, vậy mà khoảng chừng mình cho nó khoảng chừng 4-5 mét thôi mà nước ở đây là nước ngọt. Đó là một cái điều kỳ lạ xảy ra ở đây. Chính vì vậy họ mới tạo cái miếu ở đây để thờ vua ở nhà Nguyễn. Rất là hay. Lớp trước thì là chỉ có khúc dưới thôi, nên sau này mình xây cái thành lên để nước nó đừng có dâng ra. Đúng rồi. Dạ, các anh ở bên cô nào mà muốn da xanh, da rẻ, đẹp đẽ tới đây múc nước của giếng tiên rửa mặt là bảo đảm xấu trở thành xinh đẹp. Có sức khỏe. Sức khỏe thì đương nhiên là phải có rồi. Những hình ảnh mà du khách đến cái giếng tiên này á, thì họ để lại những cái dấu ấn ghi mãi ở trong lòng của khách, các khách du khách ở đây. Mà hình như họ đến Phú Quốc tới cái giếng tiên này bằng thuyền nhé. Bởi vì mình thấy họ đi ra đó, trước mặt mình kể cả có cano nữa. Chứ không phải là họ những du khách ở tại Hòa Giọt Permia Villa đâu. Khách hàng đây là những du khách đây là từ xa, nhưng mà thuộc về đảo Phú Quốc, họ đến đi chơi theo những cái chương trình tour du lịch. Đây, mình quay cho mọi người xem cái di tích lịch sử giếng tiên mà mình được may mắn gặp cái cô Hòa. Cô là trưởng ban bộ phận về tiếp tân về ban sáng, cô hướng dẫn mình đi xem. Cái đó cũng là cái duyên, có duyên gặp cái cô gái xinh đẹp tên Hòa này lái xe điện chở mình đi nữa. Trời ơi, nói thành thật là rất cảm ơn. Các anh chị có cơ hội đến Phú Quốc hãy đến đây hỏi tên cô Hòa. Cô Hòa quản lý lễ tân. Anh cũng có mặt nhé. Cho rốt miếng em, cho rốt miếng sức khỏe phiền lòng. Đây là nước giếng tiên phát xuất vào cái thời kỳ vua nhà Nguyễn tị nạn trên cái hòn đảo này. Thì bây giờ mình được cái duyên và mình đến đây thì mình nghe cái tiểu sử như vậy cũng rất là hay. Thì mình cũng xin một ít nước của vua nhà Nguyễn, cái nước của vua nhà Nguyễn. Mình rửa tay rửa mặt, hy vọng là cái dòng nước này á, nó cho mình cái sức khỏe và giúp cho da rẻ mình nó được khỏe mạnh, có sức khỏe tốt. Cái một cái điều rất là hay, đây là cái dòng nước ngọt của giếng tiên. Từ cái bờ thành của cái giếng tiên cho đến cái bờ biển này đó, đến ngay cái dòng nước biển ở đây cách khoảng chừng 4 mét, 5 mét. Mét. Nhưng mà cái nước đây là vẫn là nước ngọt.
Đó, cái hay cái lạ nó nằm ở chỗ đó. Bởi vì khi mà mình rửa mặt á, mình cảm cũng nhận. Nếm thử, mình cảm nhận cái vị nước. Cái vị này là vị mặn hay là vị ngọt? Đó ra đó là vị nước ngọt. Đây. Nước mặn này. Con xin để cái gáo dừa ở đây để khi nào cho du khách đến, du khách khác đến họ sẽ sử dụng cái gáo dừa này. Đây là trên cái phần tảng đá nổi này họ có ghi là mũi kiếm đầu tiên của nhà Nguyễn, tức là của vua nhà Nguyễn đó. Ở cái thời điểm là vua chạy loạn, chạy đến đây. Cảm ơn. Bà xã mình hiện tại đang ở trên đền. Nhanh lên nha, coi cái cô Hòa cô lại chờ mình nữa. Ở trong cái điện này, cái đền nhỏ này có hình vua nhà Nguyễn. Nhưng mà cái ly hương này nó che gần như là khuôn mặt của vua, vị vua này. Với lại cái hình này là hình vẽ chứ không phải là cái hình được chụp. Rất tiếc là vào cái thời điểm đó là chưa có máy chụp hình. Chú Hốp nhà ta đi chơi đã thấm thấm rồi. Để số của mình phát. Cô ở 102 muốn ra biển tắm là ra hướng này hả? Dạ ra hướng này tại cái biển. Đó, đó. Dạ đúng rồi. Mình sẽ đi qua cái bãi biển phía bên này. Thế này, dạ. Rồi cô qua là có dù có đồ cho cô hay dạ, sao? Dạ có thuyền kayak, các hoạt động ở đây đầy đủ. Mà dù là mình mướn hay là mình không, dù đây á, cô nói là cái dù mà chơi bay trên trời á. Che nắng. Cái dù che nắng ở ngoài bãi biển họ có sẵn, họ có ghế nằm. Nhưng đó là mình trả thêm hay như thế nào? Cái đó dịch vụ không phải trả tiền. Khi nào mai chơi những cái sport ở trên nước á thì được. Đây là mà tắm biển nè. Và sau mình mà quảng cáo cho các bạn tới đến khi các cô mướn phòng cũng có giá, cũng có cái giá hữu nghị không? Hữu nghị không? Vậy cái này con sẽ nói với đặt phòng để đặt phòng mà hữu nghị. Thí dụ như muốn đặt phòng đi qua trung gian của ông Hòa. Của cháu này. Thí dụ như vậy. Cháu giới thiệu chứ họ lúc mình là ai đâu. Yeah. Cô gọi phone cho cháu. Ok thôi được rồi, mình lên xe mình đi nhá. Cảm ơn cô Hòa rất là nhiều đã cho gia đình đi thăm cái giếng tiên. Bây giờ xin mọi người lên xe bắt đầu mình trở về nhà. Bây giờ là trưa nắng rồi, về nghỉ ngơi. Lúc vào chiều thì mình sẽ đi ra hồ bơi vô cực mình tắm. Sau khi đi thăm giếng tiên về thì bây giờ ai cũng mệt mỏi cả hết. Thì mình xin phép các bạn mình được dừng cái clip này ở đây. Hẹn các bạn ở những cái clip tiếp theo. Mong mọi người khi xem cái clip này ủng hộ bằng cách đăng ký, like và share. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Hẹn các bạn ở clip tới nha.